Xin chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này mình lại hướng dẫn cho bà con về cái kỹ thuật mà trồng sen giữa mảng cầu thái, mảng cầu ghép á, thì với bơ bút và bơ 034. Thì về cái khoảng cách trồng sen này á, thì hiện tại á, thì nó rất là dễ. Thì bà con mình trồng sen khoảng cách ở giữa là bơ mảng cầu thì giữa cái bơ và cái mảng cầu á, thì cách nhau khoảng 2,5 m thôi. Còn giữa cây bơ với cây bơ á, là 5 m. Như thế là chúng ta trồng sen rất là dễ, vì cái kích thước của cây mảng cầu nó không có lớn, không có tán, mảng cầu thái nó tán rất là nhỏ, không giống như mảng cầu ta của chúng ta tán rất là rộng, nên trồng ở dưới mô hình này thì rất mang lại hiệu quả cho bà con. Chúng ta vừa thu hoạch được bơ mà vừa thu hoạch được mảng cầu, hai cái này lợi nhuận rất là cao, nhưng chi phí đầu vào bỏ ra của nó rất là ít, nên bà con trồng hiện tại hai cây này giá thành rất là cao. Thì với mô hình này thì bà con xem nè, thì nó cũng giống như các cây trồng khác. Thì đầu tiên á, hố thì mình cũng yêu cầu bà con là 60-40. Và thứ hai đó là bón lót thì gồm có phân chuồng, hoai mục, vôi và thuốc xử lý côn trùng, kiến, dế. Thì sau khi chúng ta bón cái đó thì chúng ta tiến hành trộn đều ở dưới hố. Sau khi trộn đều xong á thì chúng ta bắt đầu tiến hành là trồng thôi. Thì bà con cứ tham khảo và xem hết cái quy trình của mình trồng. Clip này thì mình làm rất là dài để bà con xem hết được cái hoàn toàn những cây như thế nào, trồng số lượng nhiều như thế nào. Thì bà con cứ xem.
Boom, boom, boom.